đến gần đây của vụ án bà Phương Hằng nha. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục phân tích. Rồi trước mắt thì mình xin gửi lời tổng chào quý vị và các bạn một lần. Xin gửi lời. Rồi xin chào chị Phạm Thị Lệ. Tối nay mình có thể vừa giao lưu vừa trò chuyện cùng với quý vị và các bạn tí. Liên quan đến vụ án của chị hai mình thì đến bây giờ các bạn cũng đã biết. Vậy là các cái tín hiệu liên quan đến việc mà kháng cáo hay không kháng cáo của chị hai là vậy là hết cơ hội, hết thời gian rồi, hết thời hạn rồi nha các bạn. Hôm nay là ngày thứ 15, là cuối của ngày thứ 15 rồi. Chị Hằng đã kháng cáo thì là kháng cáo rồi, và chúng ta cũng đã xác định ngay từ ban đầu. Nhiều người cũng nhận định, cũng cho rằng đó là chị Hằng không nên kháng cáo là hay hơn. Xin chào Linh Lê. Tối nay mình vừa giao lưu vừa trò chuyện cùng các bạn nha các bạn. Các bạn nào có câu hỏi nào mình tham khảo thêm cho thú vị đi. Như thông tin thì các bạn cũng đã thấy, dù là bà Hằng không kháng cáo, đó là cái quyết định cuối cùng của bà đưa ra. Nhưng mấy ngày trở lại đây thì fan của bà Phương Hằng rất là hoang mang, rất là lo ngại trong cái vấn đề này. Về phía luật sư Trần Quốc Dũ á, ban đầu thì cho rằng đó là chị Hằng nên kháng cáo là hay hơn. Chị Hằng nên kháng cáo. Bởi vì theo cái nhận định của luật sư Dũ thì chúng ta biết ông cũng là một luật sư, cho nên đưa ra một cái quan điểm như vậy thì nhiều người cũng đánh giá cho rằng việc bà Hằng kháng cáo là lợi bất cập hại, còn không kháng cáo sẽ là như thế nào. Ở đây nó có hai điều có thể xảy ra. Đấy, thứ nhất, nếu nói như ông Trần Quốc Dũ là kháng cáo thì đem đến nhiều cái lợi cho bà Phương Hằng. Và kháng cáo ở đây là đồng nghĩa với việc đó là phải có hai yếu tố đưa ra. Một là kháng cáo để kêu oan, để minh oan cho mình. Đó, mà nếu mà cái lý do mà kháng cáo để minh oan, kêu oan đó thì nó hoàn toàn là vô lý. Trong khi là một bản án mà cơ quan người ta đã tốn thời gian điều tra là 18 tháng rồi. Chẳng lẽ bà Hằng nói rồi bà không có tội, vô lý quá. Mà cái tội của bà là trình hình ra đó rồi. Đấy, là một kẻ chủ mưu, là vi phạm có tổ chức, có sự sắp xếp, có đạo diễn, có kịch bản, có người làm chương trình. Một cái ekip như vậy mới kéo theo là 4 đồng phạm của bà. Như vậy nếu cái lý do mà bà kháng cáo để là kêu oan đó thì chắc chắn là không có. Bởi vậy nếu càng kêu oan thì cái tội bà càng nặng hơn. Đây, cái yếu tố thứ nhất. Còn cái yếu tố thứ hai, nếu bà kháng cáo mà để xin giảm nhẹ thi hành án, có nghĩa là đồng nghĩa với việc là bà đã chấp nhận các cái hành vi sai phạm, các cái tội danh của bà. Cho nên là kháng cáo để xin giảm nhẹ. Về cái yếu tố về pháp lý, về xin giảm nhẹ thì đối với bản án của bà Phương Hằng đó là hội đồng xét xử, cơ quan điều tra, tòa án cũng đã là xem xét nhìn nhận kỹ rồi đó. Nhận kỹ rồi mới đưa ra là cái mức án hội. Cho nên nó là không thể mà lấy cái điều đó ra mà để là xin giảm án được. Vì cái tội của bà là rành ra đó rồi. Bà đã đồng nghĩa chấp nhận cái tội danh của bà. Và với cái mức án mà so với cái tội danh của bà ở cái điểm 2, khoảng 2 của điều 331 như vậy thì quá nhẹ rồi. Thì bà còn đòi cái gì nữa mà xin kháng cáo, xin giảm nhẹ. Cho nên về hai cái yếu tố này thì chúng ta thấy rằng bà Phương Hằng đến bây giờ không kháng cáo là đó là một cái giải pháp tốt nhất cho bà. Tự bà quyết định thôi. Cái này theo mình nghĩ là luật sư cũng không có có tư vấn cho bà đâu. Và có thì vì ngày hôm qua, ngày hôm kia là chúng ta cũng đã nghe cái anh Đinh Hoàng Nhân nói rằng là có thăm hỏi các ý kiến của các luật sư của bà Hằng, và trong đó có luật sư Hồ Nguyên Lễ là người bảo vệ bà Phương Hằng. Đến ngày hôm qua, ngày hôm kia là Hồ Nguyên Lễ cũng nói rằng là chưa biết cái thông tin từ về việc bà Phương Hằng có kháng cáo hay không. Thì rõ ràng là cái quyết định này là do bà Phương Hằng quyết định. Bởi vì đối với bà Hằng á, là một người cũng từng trải trên thương trường, cũng là cáo già rồi, người cũng phải là sành sỏi rồi, hiểu biết pháp luật, từng trải, từng va chạm pháp lý. Bởi vì bà là một doanh nhân, là một CEO ô giàu có, thì trên cái thương trường làm ăn của bà thì rõ ràng là pháp lý là bà nắm hết trơn, bà biết hết trơn rồi. Trước đây trong drama bà từng nói rằng là xung quanh bà lúc nào cũng có là luật sư hỗ trợ cho bà hết trơn. Đấy, cho nên là cái việc mà nói về luật, nói về lý thì bà nắm rất rõ. Cho nên đến cái quyết định sau cùng đó là bà quyết định là không kháng cáo, là nghĩa là bà cũng đã hiểu và thấy rõ ra được rồi đấy các bạn. Cho nên dù là tại phiên tòa, bà cố gắng gượng để biện minh, để che đậy cái hành vi của mình thôi, nhằm để mà thể hiện cái trách nhiệm và cái cảm xúc của mình, để nhằm là muốn cảm hóa phiên tòa. Nhưng mà không được, cái thái độ của bà nó không có cảm hóa được phiên tòa, nó rất là giả tạo, lúc thì khóc, lúc thì thể hiện rất là hiên ngang kiêu ngạo, lúc có thể đanh đá khi trả lời các luật sư. Đó là những cái thái độ đó là ít nhiều ra thì các ông phiên tòa này ông cũng nhận thấy được cái mức độ thành khẩn của bà và cái sự lương lẹo của bà chứ. Đủ để chứng minh trong 57 đoạn clip đó là ít ra là từ ông thẩm phán cho đến ông điều tra rồi mấy ông trong quan tòa đó, ông cũng ít nhiều cũng hiểu được cái bản chất của bà Hằng. Đấy, cho nên là dù bà có giả tạo, dù bà có như thế nào đi chăng nữa cũng không có qua mắt được cộng đồng mạng và quan tòa ở đó. Cho nên đến cái nước sau cùng là bà thấy rằng nếu kháng cáo là bất lợi. Đây là cái quyết định của bà thôi, theo mình nghĩ quyết định. Vì bà, chính luật sư Hồ Nguyên Lễ là người là bảo vệ cho bà, mà ngày hôm kia là cũng chưa biết cái thông tin về bà có kháng cáo hay không mà. Đấy, nếu như kháng cáo thì nếu nhờ luật sư thì bà sẽ nhờ luật sư Lễ chứ ai, vì ông Hồ Nguyên Lễ này là bảo vệ cho bà. Đấy, ngày hôm kia là ông Lễ cũng nói là chưa biết bà có kháng cáo hay không. Cho nên là mình nghĩ là bà Phương Hằng đã quyết định, đã khẳng định rồi. Đối với bà thì nói về pháp lý là bà rất rành rỗi. Nhưng mà trước phiên tòa bà nói rằng bà không biết luật an ninh mạng. Bà không biết đó là vi phạm luật an ninh mạng, là một cái sự giả tạo, giả dối. Bà nói rằng những lời nói của bà là bà nghĩ là nó không vi phạm pháp luật. Đó là cái điều mà làm sao mà che mắt được chủ tòa, phiên tòa, thẩm phán được các bạn. Bởi vì những người đó là cán cân công lý mà, họ đã ra những người như bà Hằng đó chứ, làm sao mà lời nói của bà Hằng mà che mắt được. Cho nên bà Hằng quá là giả tạo. Cái sự giả tạo của bà là không qua mắt được chủ tòa, phiên tòa. Đấy, cho nên bà thấy được, có thể là trong cái thời điểm đó là bà thấy được, cho nên tự bà có một cái quyết định như vậy. Bởi vậy báo chí cũng không biết, cơ quan chức năng cũng không biết. Kể cả ngày hôm qua là báo chí cũng nói rằng là hội đồng xét xử cũng chưa nhận được đơn kháng cáo của bà Phương Hằng. Đến giờ này cũng vẫn chưa nắm được cái thông tin là bà Phương Hằng có kháng cáo hay không, chưa nhận được thông tin. Có nghĩa là bà Phương Hằng không có cái thông tin đấy. Vậy mà ngày hôm nay Đinh Hoàng Nhân lên nói rằng đó là có thể là bà Phương Hằng đã âm thầm kháng cáo mà cơ quan chức năng không thông báo, báo chí không thông báo. Thế mà cơ quan chức năng không thông báo thì đồng nghĩa với việc là đâu có thông tin để báo chí thông tin lên. Đinh Hoàng Nhân nói rằng là có thể đó là một cái sự nhạy cảm, sự ưu ái cho bà Phương Hằng, cho nên là cơ quan chức năng không thông báo. Rất là vô lý không? Bởi vì đây là một cái sự việc nó nhạy cảm, mà kháng cáo hay không kháng cáo trong vòng 15 ngày. Thời hạn quy định của pháp luật cũng đã đưa ra là 15 ngày. Nếu anh không kháng cáo thì thời gian nào nữa? Chẳng lẽ anh âm thầm đến ngày, đến phiên phúc thẩm xảy ra là mới tuyên bố là bà Phương Hằng có kháng cáo sao? Chẳng lẽ là phiên tòa, quy định của pháp luật của phiên tòa lại làm theo ý bà Hằng chứ không phải là làm theo quy định pháp luật? Cái anh Đinh Hoàng Nhân này, ảnh nói là ảnh là người học luật, hiểu luật, mà anh nói nhiều cái mình cảm thấy nghe nó rất là mắc cười. Đây, ngày hôm qua, hôm nay anh nói rằng là bà Hằng có thể là đã kháng cáo nhưng mà âm thầm không ai biết, và cơ quan chức năng cũng giữ bí mật về thông tin này, không thông bố. Rất là vớ vẩn cho anh này. Đây, cho nên đến bây giờ thì fan của bà Hằng là rất là hoang mang, cũng không biết nữa. Luôn theo dõi, luôn cập nhật các cái tình hình của cô mình, nhưng mà rất là hoang mang, không biết là cô mình quyết định như thế nào mà đến cái giờ phút chót, phút thứ 89 rồi mà không thấy cô lên tiếng kiểu này thôi là cũng nguy hại cho cô rồi. Điều này cô rất rõ, cô là biết, cô biết rõ hết đó. Các chuyên gia, các luật sư hàng đầu cũng đã nhận định từ sau phiên tòa rồi. Sau phiên tòa ngày 21 đó rồi, các vị luật sư mà cốt cựu nghe, vị luật sư mà nói chung là nhận định khách quan đó, không căm tâm, không thiên vị về ai cả, không thiên vị cho bà Phương Hằng, không thiên vị về ai cả, cũng đã đưa ra các cái nhận định rồi. Bà Phương Hằng nếu kháng cáo thì đem lại nhiều điều bất lợi cho bà. Đó là cái nhận định. Có hai cái giả thuyết đưa ra, kháng cáo để kêu oan và kháng cáo để xin giảm nhẹ. Còn đối với các cái tình tiết của bà Phương Hằng là đã được pháp luật là ưu ái cho bà rồi. Ưu ái từ cái việc là giảm hai cái tội là 155, 156. Cái thứ hai ưu ái cho bà là trong phiên tòa, trong vụ án này, bà không có bị hại tham gia trong phiên tòa, trong vụ án. Đó là cái ưu ái thuộc về quyền lợi cho bà. Như vậy thì chúng ta thấy rằng không biết bà có cha thân hay không, không biết, nhưng đó là các cái ưu ái mà tòa đã dành cho bà. Cho nên là bà không còn có đòi hỏi gì nữa khác hết trơn á. Chẳng lẽ nếu như mà làm theo ý bà Hằng hết chứ thì công khai hết như vậy thì phiên tòa họ điều tra làm gì? Chẳng lẽ nó lòi hết trơn ra chị các bạn? Lòi ra là coi như là cộng đồng mạng sẽ nghĩ và sẽ cho rằng là phiên tòa này không khách quan, đã bị bà Hằng cám dỗ, đã bị bà Hằng thuyết phục, đã bị bà Hằng cha thân. Đấy, cho nên là nếu như làm ra như vậy thì trắng phớ hết trơn rồi, chẳng khác nào là coi như là xử oan minh oan cho bà Hằng từ đầu đến cuối rồi, chứ có điều tra, có xét xử làm chi 18 tháng cho mất công. Đấy, cho nên là những cái điều đó là chúng ta thấy đến bây giờ là cái quyết định của bà Hằng là chấp nhận bản án. Ba năm đấy, bây giờ mà nếu như đến cái thời điểm kháng cáo thì phải là 3 đến 4 tháng nữa. 3 đến 4 tháng nữa thì nếu như 3 năm đúng tuyên theo bản án 3 năm á, thì bà còn đúng 18 tháng nữa, phải không? 18 tháng nữa thì bây giờ bà ở đến tới kháng cáo là cho tối thiểu là 3 tháng nữa đi thì còn lại là 15 tháng. 15 tháng nếu như mà xét kỹ về các cái tình tiết, nếu như tòa mà chứng minh được các cái tình tiết giảm nhẹ cho bà nữa thì đến chừng đó là tại phiên phúc thẩm bà có thể là nêu các cái quan điểm về cái điều mà bà muốn nói, có nghĩa là thay cho cái lời cái đơn thẩm phán cái đơn kháng cáo của bà. Giả dụ như trước phiên tòa là bà kể lể cái công trạng của bà, như vừa qua tại phiên sơ thẩm là bà cũng toàn là kể lể cái công trạng của bà không, rồi bà khóc lóc thảm thiết vậy, chứ bà không nêu được cái lý do, cái ý kiến nào mà nguyên nhân vì sao bà vi phạm cả. Đến chừng luật sư hỏi bà thì bà cũng trả lời, không thèm trả lời, mà tất cả những cái vấn đề mà bà nói rằng có trong cáo trạng thì hoàn toàn là không có. Như vậy chẳng khác nào bà lừa dối luật sư, lừa dối người nghe, lừa dối cả những người tham gia trong phiên tòa đó. Luật sư đã tuyên bố là những câu trả lời của bà Phương Hằng bà cho rằng có trong bản cáo trạng, nhưng trong bản cáo trạng thì hoàn toàn không có những điều đó. Đấy, chẳng khác nào là bà Phương Hằng đang lừa dối, đồng nghĩa với việc là bà không thành khẩn khai báo, bà vẫn còn ngoan cố chấp về cái hành vi của mình. Cái câu nói của bà là tôi đã ở tù 18 tháng là cũng đủ cay đắng cho tôi rồi, có nghĩa là bà thấy cái bản án 18 tháng đối với bà cũng cảm thấy là cay rồi, đủ cho bà rồi đấy, đủ trả giá rồi đấy, cho nên bà không chịu xin lỗi nữa kìa. Đó là một cái sự ngoan cố. Trước phiên tòa. Và cái điều mà chúng ta thấy lạ ở đây là trong 10 bị hại nhưng lại có 11 mình Đinh Lan được xếp vào là được gửi đơn kháng cáo, và đơn kháng cáo cũng đã được tòa nhận. Mà nếu đã nhận thì phải xem xét chứ các bạn, chứ làm sao bác được, thấy không? Xem xét phải thẩm định lại các cái yêu cầu, cái lý do mà Đinh Lan nêu ra. Mà nếu đã Đinh Lan đưa ra kháng cáo toàn bộ bản án thì các bạn thấy điều gì sẽ xảy ra đối với bà Hằng? Chắc chắn là sẽ bất lợi rồi. Nếu có hai giả thuyết, nếu vụ án này tòa không bác đơn kháng cáo của Đinh Lan thì đồng nghĩa với việc là điều tra rõ nét các cái chứng cứ mà Đinh Lan cung cấp thêm. Đây, nếu Đinh Lan kháng cáo thì là rõ ràng phải cung cấp thêm các cái chứng cứ ngồi các cái bản cáo trạng đã nêu. Cái thứ hai nữa, nếu có các cái điểm nào mà khiếm khuyết còn chưa bất cập, còn chưa thu thập được những cái điểm yếu quan trọng trong các hành vi của bà Phương Hằng, nếu có thì có thể là thẩm phán hội đồng xét xử sẽ trả hồ sơ về cho viện kiểm soát điều tra trở lại. Đấy, phiên phúc thẩm mới là cái quyết định, cho nên sơ thẩm như vậy cũng chưa hẳn là như vậy. Có thể là nếu như mà còn nhiều các cái khuất tất vướng mắc về vấn đề điều tra thì có thể là trả hồ sơ điều tra lại đó. Trả hồ sơ điều tra lại thì phải căn theo cái bản án, căn theo cái mức độ hành vi của bà Hằng và cái sức ảnh hưởng của cộng đồng mạng. Đây, cộng thêm là 10 bị hại sẽ lên tiếng chứ, báo chí sẽ lên tiếng chứ, làm gì có cái chuyện mà im lặng để cho bà Phương Hằng là cảm hóa được phiên tòa này được. Cho nên là đó là các cái tình tiết mà cái giải pháp về cái vấn đề mà chúng ta chưa thỏa đáng là có thể đặt nhiều cái suy ngẫm như vậy để chứng minh được. Còn về fan của bà Phương Hằng tại sao lại hoang mang? Hoang mang là bởi vì là đang lo cho chị hai mình. Trần Quốc Dũ thì cũng mong khuyên chị hai là nên đi kháng cáo. Một luật sư mà có cái quan điểm như vậy thì quá là cái kiểu mà tung hô rồi tôn sùng một cách quá trớn rồi cũng không nhìn nhận ra. Trong khi đáng lý ra là phải biết được đó là ít ra bà Phương Hằng vì sao mà bị bắt, bị tạm giam như vậy, rồi phải bị khởi tố như vậy chứ. Chẳng lẽ cơ quan chức năng họ làm sai, họ bắt nhầm người, cho nên cũng phải hiểu ra ít nhiều các lý do. Còn đằng này là cứ nghĩ rằng chị Hằng oan, cứ bao giờ cũng nói là chị Hằng oan, cơ quan chức năng bắt sai tội, cho rằng là cái công trạng chị Hằng lớn vậy mà sao lại là cơ quan chức năng không nhìn nhận, không thấu đáo, không thấy được. Chị nghĩ đến cái hiện trạng như vậy, cái thực tế là cái bề mặt nổi như vậy thôi, chứ không nghĩ đến cái tảng băng chìm phía sau lưng của chị hai mình. Là cái thủ đoạn, là cái chiêu trò, là cái mưu mô đấy. Chẳng hạn như cái quỷ kia cũng là gọi là cộng đồng mạng trước đây thường hay gọi là cái bức bình phong, nó để che đậy đấy, là cái cửa sau để trốn thế đấy. Đó là cái cái nhận định của cộng đồng mạng thôi nha. Mình không dám nói điều đó nha. Nhưng mà đến bây giờ thì cái điều đó chúng ta cũng đã thấy rồi. Để nhận biết được làm sao mà chị Hằng có một cái nguồn tiền mà hỗ trợ một cái số quỹ, gọi là cái quỹ lên đến là ngàn tỷ như vậy. Rồi bắt đầu nếu như mà có như lời chị Hằng nói thì chắc chắn là cơ quan điều tra phải rà soát chứ, phải xem xét về cái việc mà cống hiến, cái việc mà từ thiện của chị hai này nó bắt nguồn từ đâu, nó có thực tế hay không. Hay là chị hai lên phiên tòa chị hai cũng nổ giống như trên livestream vậy. Phải điều tra chứ các bạn, chứ đâu phải là cơ quan chức năng, cơ quan điều tra họ chỉ nghe như vậy là họ làm theo đâu, thấy không? Bây giờ bà nói là bà bỏ ra ngàn tỷ, bà cống hiến rồi, bà cứu hàng ngàn mấy ngàn trẻ em rồi, ở đâu ra mấy ngàn trẻ em, trong khi là 3 năm bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ là Trương Hữu Danh đó cũng thống kê con số là 3 năm là chưa được 350 mấy trẻ em, thì ở đâu có mà mấy ngàn mỗi năm mà nó là ngàn mấy trẻ em. Đấy, cơ quan cũng phải họ thẩm định, họ xem xét, cũng giống như kiểu mà sao kê vậy chứ. Rồi sao kê ra các cái khoản tiền mà bà bỏ ra là bà nói là hàng ngàn tỷ này, hàng ngàn tỷ kia ở đâu, bà làm cái công trạng của bà ở đâu, việc thiện của bà ở đâu, mà để cho báo Công an Nhân dân lên nói là bà Hằng có công trạng gì, bà Hằng có công trạng gì, báo họ còn hỏi như vậy mà, báo Công an Nhân dân họ còn hỏi lại như vậy mà, thì rõ ràng là cơ quan điều tra họ phải xem xét, họ phải thẩm định chứ đâu có phải là nghe cái chuyện mà chị Hằng tung hô vậy là làm theo đâu. Chẳng khác nào là thừa hành thừa lệnh theo chị Hằng sao. Đấy, cho nên là các cái yếu tố đó là chúng ta cũng có thể là hy vọng ở cái phiên phúc thẩm này sẽ có nhiều các cái tình tiết mà nó sẽ xoay chuyển đấy. Nó sẽ xoay chuyển. Theo mình là nó sẽ xoay chuyển đấy. Bởi vì 57 đoạn video mà cơ quan điều tra họ thu thập được đó cũng chưa đủ để các cái nguồn chứng cứ. Bởi vì các bạn thấy trong nó là 57 đoạn video để làm bản cáo trạng của bà, nhưng mà tại hội đồng xét xử, tại phiên tòa chưa có công bố là bao nhiêu cái thống kê về cái trích lục trong cái bản cáo trạng này. Ví dụ như cái vụ án Thiền Am, các bạn thấy không, 5 đoạn video người ta tích lục là hàng trăm bản cáo trạng, hàng trăm trang giấy, hàng mấy chục ký A4, cái mẫu A4 để trích lục ra cái bản cáo trạng chứ, phải thông báo như vậy. Còn cái phiên tòa bà Hằng này đâu có nghe nói về cái bản cáo trạng của bà, và cũng chưa, tại phiên tòa thấy cũng chưa có đọc bản cáo trạng gì hết trơn. Nếu như 57 đoạn video thì cái bản cáo trạng nó đọc cũng phải là 2 ngày mới hết. Đây, thì các bạn nghĩ đây, đơn giản là như vậy đi, thì làm gì các cái tình tiết như vậy, thì 18 tháng điều tra để làm gì mà xử có chưa đầy 10 tiếng đồng hồ xong. Nếu như đọc bản cáo trạng là cũng đọc chưa xong rồi, chứ chưa nói là đứng đó mà đối chất. Mà trong khi là chừng đó con người ta tham gia trong phiên tòa, một kẻ chủ mưu, 4 người bị cáo, 10 người bị hại. Đó, trong mấy bị hại đó là cho bình quân mỗi bị hại là 2 đến 3 luật sư đi. Riêng ông Đặng Anh Quân là 3 luật sư rồi, Đàm Vĩnh Hưng 3 luật sư, Thủy Tiên, Công Vinh mỗi người cho cũng 3 luật sư nữa đi. Những người mà họ không đi thì chắc chắn là phải thừa hành luật sư đi chứ, ít ra cũng phải là 20-30 luật sư trong đó nữa, cả hai bên mình cho tối thiểu đó nghe. Mà chưa có ai trả lời câu nào hết, bản cáo trạng chưa đọc. Như vậy thì điều tra cái gì mà đưa ra cái kết quả cho phiên tòa các bạn. Có cái điều đó là các bạn có thể là trong bản cáo trạng là tại phiên tòa đâu có nghe đọc hết bản cáo trạng đâu. Ít ra cái bản cáo trạng mà trong 57 đoạn video của bà Hằng để thẩm định, để làm bản cáo trạng, là nếu như mà tại phiên tòa mà đọc á, mà để đối chất với nhau á, nếu mà đọc không một ngày á, ít ra 57 đoạn video đó cũng phải là photo rồi chứng in ấn ra cũng phải là cả 1000 bản chứ không phải ít đâu. Cái vụ Tỉnh Thất Bồng Lai có 5 đoạn video mà cả 100 trang giấy mà, thấy không? Một cái lời nói của cụ Văn mà cũng đã là mấy trăm bản cáo trạng trong đó rồi. Thì bà Phương Hằng như vậy thì làm gì cái chuyện mà bản cáo trạng tại phiên tòa mà xét xử chưa tới 10 tiếng đồng hồ, 10 giờ mới vô mới thẩm vấn, 8 giờ 7 giờ tập trung, đến 10 giờ là bắt đầu mới kiểm tra lý lịch giấy tờ, rồi cho là 10 giờ mới bắt đầu vào phiên tòa, rồi tới 11:30 là nghỉ, 1 giờ bắt đầu vô làm việc lại tới 8 giờ tối. Đấy, chưa tới 10 tiếng đồng hồ thì các bạn nghĩ làm gì mà thời gian đâu đọc bản cáo trạng. Mà hình như là không biết là hình như mình chưa nghe đọc bản cáo trạng hay sao á, chỉ có các luật sư trả lời rồi thẩm định các cái lời nói của bà Hằng thì nói được vài ba lần, Vy Oanh thì có nói vài ba lần, Đàm Vĩnh Hưng có nói vài lần, luật sư Đàm Vĩnh Hưng, luật sư Vy Oanh có nói, rồi luật sư bà Hằng cũng có một người, còn ông Đặng Anh Quân cũng có đứng lên phát biểu. Rồi chưa nghe luật sư của Đặng Anh Quân nói, rồi chưa nghe luật sư của những người mà không tham gia trong phiên tòa đó nói. Là như vậy, các bạn nghĩ sao trong cái phiên sơ thẩm vừa qua? Có thể là một cái giống như một cái phiên sơ thẩm để gọi là giả định thì không giả định, nhưng mà kiểu như là để thăm dò cái ý kiến, cái động thái tiếp theo của bà Hằng là như thế nào và cái dư luận cộng đồng sẽ ra sao. Cái theo mình nghĩ là nghĩ lại cho cùng cái phiên tòa như vậy thì nó chưa đủ thời gian để mà đến cái phần mà kết luận nó nhanh như vậy. Đấy, rồi đến cái việc mà chúng ta thấy rằng là bà Phương Hằng đến giờ này không kháng cáo. Rồi nói chung là mọi chuyện là không kháng cáo là chúng ta khép lại, chờ đến cái phiên phúc thẩm. Phiên phúc thẩm thì hình như là theo quy định là từ 3 tháng đến 4 tháng phải không các bạn? Nếu như mà không có trục trặc thì thời gian nhanh nhất thì phải 2 tháng rưỡi, 3 tháng rồi. Đó là cái quy định rồi, để xem xét, để thẩm định lại các hồ sơ của các cái kháng cáo. Mà ở đây thì chỉ có 4 cái đơn kháng cáo của 4 bị cáo của bà Hằng thôi, là đồng phạm đó, thì họ xin giảm nhẹ. Thì những cái đơn đó thì cũng không có cái gì mà gọi là xem xét, là thẩm định mà tốn nhiều thời gian cả. Chỉ có mình cái đơn kháng cáo của Đinh Lan thôi. Đinh Lan thì kháng cáo là yêu cầu kháng cáo toàn bộ vụ án, đồng nghĩa là Đinh Lan sẽ cung cấp thêm nhiều chứng cứ khác, trong đó không hẳn là riêng bà Phương Hằng đâu, đó nhiều các cái chứng cứ liên quan khác. Mà các bạn còn nhớ là tại phiên tòa là cái ông luật sư Hồ Nguyên Lễ đó là có nêu các cái ý kiến liên quan đến cái việc mà quỹ hàng hữu của bà cũng đã có sao kê, và Đinh Lan Hằng Ni thì cũng đã có ý kiến về những cái khúc tắc về quỹ này. Thì luật sư Hồ Nguyên Lễ có nêu lên trong cái vấn đề đó, chỉ nêu thôi, nêu là đã tất cả các cái hồ sơ về quỹ hàng hữu cũng đã được sao kê, thu thập trong bản tài liệu. Đó là các cái hình ảnh nó được phổ biến tại phiên tòa. Nhưng mà đến bây giờ thì chắc chắn là bà Phương Hằng phải chờ cái phiên phúc thẩm thôi các bạn. Đường nào thì phải chờ phiên phúc thẩm. Và cái diễn biến của phiên phúc thẩm diễn ra như thế nào thì chúng ta chỉ là một nhân tố để mà nhìn nhận, để suy đoán thôi, để nhận định một cách suy đoán thôi, chứ còn cũng không dám khẳng định được. Bởi vì cái đấy, trước nay thì sau khi mà phiên tòa chưa diễn ra, sau khi 18 tháng là phiên tòa chuẩn bị diễn ra, thì cứ tưởng chừng như là phiên tòa này ít nhất cũng phải là dời hoặc hoãn lại vài ba lần. Dự kiến của phiên tòa là diễn ra trong 2 ngày, thì ít ra là phiên tòa đầu tiên mà vụ án lớn như thế này, rầm beng rầm rộ như thế này, thì ít ra cũng phải hoãn được vài ba lần. Dự kiến chúng ta phỏng đoán như vậy chứ. Nhưng mà đến cuối cùng các bạn thấy không, rất là bất ngờ. Các cái tình huống của phiên tòa diễn ra bất ngờ, không ai ngờ là diễn ra là đến 8 giờ sáng đến 8 giờ tối là kết thúc rồi. Không ai ngờ được các cái tình tiết đó mà. Cho nên là những cái diễn biến trong phiên tòa thì chúng ta không có khẳng định được, chỉ là suy đoán nhận định theo một cái nhìn khách quan của mỗi nhận định của mỗi người thôi, chứ không thể quyết đoán được. Bởi chính từ điều này mà fan của bà Phương Hằng là nó rất mà ấy chỗ này nó rất là mơ hồ, nó không có nhận định, nó cho rằng đó là ít ra là bà Phương Hằng phải được phóng thích tại tòa rồi. Nó cứ nghĩ tới cái việc là cái công trạng của bà, hai cái công trạng lớn là bà tố cáo ông Lan Bằng kia, ông thằng ấy kia là lừa đảo, nhưng mà không biết lừa đảo cái gì, lừa đảo chỗ nào, lừa đảo bà Hằng ở đâu mà lừa đảo tiền bà Hằng, bà tự cho ổng 183 tỷ rồi cuối cùng ổng trả hết lại rồi. Nếu như ổng tham lam, ổng lừa đảo thì coi như là không có căn cứ, 183 tỷ nó dễ gì ổng trả lại, đúng không? Nhưng ổng rất là quân tử, rất là chơi đẹp. Tiền của bả cho ổng, bây giờ ổng đem trả lại hết, trả đầy đủ trong 83 tỷ. Còn có tiền ăn uống, tiền ví dụ như ăn cháo, ăn bún, ăn phở, uống cà phê rồi, tiền đó không phải là trả, lấy gì trả, ăn rồi vô bụng rồi thôi, để đâu trả. Tiền hiện tại còn, hiện vật còn, từ quà cáp cho đến đất đai hay hoặc cái gì đó, hiện vật còn thì đây ông trả lại hết rồi. Như vậy thì lấy cái cớ gì mà nói rằng là ông thằng ấy kia lừa đảo, rất là vô lý. Mà trong khi là Cơ quan họ điều tra cũng một thời gian dài vậy không có kết quả nào, không có chứng cứ nào để gọi là ổng lừa đảo cả. Thì đến bây giờ làm gì có cái chuyện mà Phan này nó nói rằng là cái công trạng của bà quá lớn là tố cáo được ông Lan Băm kia lừa đảo. Vậy mà hơn một năm nay từ ngày bà Phương Hằng bị bắt đến bây giờ cũng vẫn cái câu khẩu hiệu là bà Hằng công trạng của bà quá lớn, vạch trần được ông Lan Băm lừa đảo mà không biết là ông lừa đảo chỗ nào cũng không biết luôn đấy. Rồi cái công trạng thứ hai của bà Hằng đó là nếu bà Hằng không lên tiếng thì Hoài Linh đã yểm luôn số tiền hơn 14 tỷ đó, cho rằng đó là hai cái công lao lớn của bà Phương Hằng đấy. Công trạng lớn của bà Phương Hằng đấy là vạch trần lừa đảo, nhưng mà cuối cùng cũng không có, không lấy cái chứng cứ gì để nói là họ lừa đảo cả. Trong khi là Hoài Linh đã quyên góp kêu gọi trước tháng 11 tháng 11 năm 21 đó nghe. Tháng 11 năm 21 là Hoài Linh kêu gọi trong vòng 22 ngày, là ngày thứ 22 là Hoài Linh đóng tài khoản và tuyên bố là đã thu được, quyên được là trên 14 tỷ chứ chưa nói là con số bao nhiêu, trên 14 tỷ. Đấy. Trên 14 tỷ và Hoài Linh trong thời điểm đó là bắt đầu dịch Covid. Rồi Hoài Linh là nói là sẽ đi ra miền Trung nhưng chưa thực hiện được cái dự án đó thì Hoài Linh bị mổ vòm họng gì đó, cũng có hình ảnh đăng tải lên rồi. Và Hoài Linh cũng đăng tải cái thông tin đó là trước cái thời điểm là năm 22, trước cái thời điểm là khởi tố bà Phương Hằng, trước cái drama của bà Phương Hằng diễn ra. Như vậy thì lấy cái cớ gì mà cho rằng đó là cái công trạng của bà là nhờ bà lên tiếng Hoài Linh mới ói ra 14 tỷ. Mà Hoài Linh đã nói trước rồi là số tiền đó là Hoài Linh để khắc phục, vì lý do là dịch Covid không đi được. Cái thứ hai nữa là Hoài Linh đã bị bệnh không đi được. Còn nhiều fan cho rằng đó là tại sao Hoài Linh lại không giao cho trợ lý, không giao cho thừa hành một ai đó. Thì Hoài Linh cũng có làm rồi, cũng có giao cho về người miền Trung, cũng đã làm cái việc đó rồi, một số ít thôi. Còn cái vấn đề là Hoài Linh muốn trực tiếp để giao cho người dân miền Trung, bởi vì Hoài Linh là người miền Trung mà. Cho nên cái nguyện của Hoài Linh là muốn trực tiếp tận tay mình giao cho người dân mình. Đấy, cho nên Hoài Linh đã công bố là khắc phục sau lũ. Nói trước cái câu đó là trước cái drama của bà Phương Hằng xảy ra, thì lấy cái gì mà để cho rằng Hoài Linh là nếu như bà Hằng không lên tiếng thì Hoài Linh im luôn. Làm gì có chuyện im luôn. Mà Mạnh Thường Quân đó là khi họ bỏ tiền ra là họ theo dõi, họ theo dõi từng cái động thái của những người mà làm cầu nối này chứ. Con số tiền đâu phải là trăm ngàn, vài trăm ngàn, 50 triệu đâu các bạn, mười mấy tỷ Mạnh Thường Quân họ giao. Nhưng mà họ chưa thấy làm thì tất nhiên là họ phải theo dõi, họ hỏi chứ. Rõ ràng đi chứ, là làm sao có cái chuyện mà phải cần bà Phương Hằng lên tiếng. Cho nên là những cái yếu tố đó là rất là mơ hồ, rất là vô lý. Mà đến bây giờ Phan vẫn cho rằng nếu bà Phương Hằng không nhờ bà Phương Hằng thì không tố cáo được Thần Y và không tố cáo được Hoài Linh. Rất là vô lý, cho nên họ cho rằng đó là cái công trạng lớn của bà Hằng. Rồi cái thứ hai nữa là cho rằng là bà Hằng tố cáo nghệ sĩ An Chặn. Nếu như bà Hằng không lên tiếng thì là nghệ sĩ chắc chắn là sẽ bỏ túi rất là nhiều. Mà ở đâu nhiều, trong khi là cái vụ việc từ thiện xong chui hết rồi, drama bắt đầu bà Hằng tố cáo lên. Cơ quan điều tra họ vào cuộc, họ đi từng địa phương giám định từng cái khoản chi tiêu thu của các nghệ sĩ này, đã có công bố rõ ràng rồi. Cuối cùng không có một cái chứng cứ để cho rằng nghệ sĩ Ăn Chặn cả. Đây, các cơ quan ban ngành của các tỉnh miền Trung, nói chung là nơi nào mà có nghệ sĩ đến phục vụ cái từ thiện đó thì các cơ quan ban ngành đó là tập trung điều tra hết, chứ đâu có phải là nói là một đơn vị hai đơn vị thì còn nói rằng là che giấu cùng bao che với nhau để ếm nhẹm. Còn đằng này là các cái tỉnh thành miền Trung biết bao nhiêu cơ quan ban ngành rồi đó, từ hội chữ thập đỏ, hội nông dân, liên hiệp phụ nữ đến người dân, rồi cơ quan ban ngành đủ các loại, đủ các thành phần họ lên tiếng. Thì làm gì có ai mà dám đứng ra mà ém số tiền đó đâu. Đây rồi cuối cùng là cơ quan họ làm triệt để cái vấn đề đó, không phát hiện ra các sai phạm của giới nghệ sĩ. Đó là cái điều chúng ta thấy. Mà trong cái vụ việc mà với cái công việc của những người nghệ sĩ họ đi làm, điển hình là như Thủy Tiên, các bạn thấy không, cô cái trách nhiệm của Thủy Tiên công vinh rất là lớn, quyên được cái số tiền là lớn nhất là trăm mấy chục tỷ, phải không, gần 200 tỷ hình như là có 170 mấy tỷ. Còn bà Hằng lúc đầu thì nổ lên là 200, rồi lên 250, rồi lên 350 tỷ, gần 400 tỷ. Ở đâu mà ghê vậy, cuối cùng đâu có. Con số thực tế là hình như là 170 mấy tỷ đó phải không các bạn. Là Thủy Tiên xông xáo ra vùng lũ vùng lụt. Đây là nơi nguy hiểm nhất. Mưa lũ là các bạn biết rồi, bất chợt hên xui mai rủi lúc nào không có ai biết được. Nhưng cái trách nhiệm họ làm tròn trách nhiệm với mạnh thường quân, với người dân miền Trung là họ xông ra vùng lũ để cứu giúp người dân. Đó là một cái tinh thần rất tốt rồi đây nè. Còn cái việc họ đi thì ví dụ như là họ có đổ xăng hay hoặc là ăn uống cà phê nghỉ dưỡng đồ, thì nếu như họ có trích ra cái khoản đó cũng đáng đi, bởi vì ra cái công của họ quá là trách nhiệm ở trong cái phần đó. Và nếu như họ có trích ra cái phần đó, họ có lấy thì lấy cái phần đó cũng xứng đáng cho cái công của họ chứ. Bây giờ họ đi làm vì cộng đồng mà, vì cái niềm tin của mạnh thường quân, họ đem cái niềm tin đó dâng trao tận nơi tận tay cho người dân miền Trung. Đấy, thì nghĩ đến cái công trạng của họ là chúng ta thấy cái khó khăn như thế nào, cái nguy hiểm như thế nào rồi đó. Cuối cùng ra thì cơ quan điều tra không thấy được cái dấu hiệu là họ vi phạm sai phạm ở đâu cả. Rồi đó là những cái vấn đề mà được cho là các cái công trạng mà bà Phương Hằng thường hay kể lể. Và đến giờ này là fan của bà vẫn kể lể cho rằng đó là nhờ bà Hằng cho nên là mới làm sạch được, mới tố cáo được Lan Băm lừa đảo, rồi tố cáo ăn chặn từ thiện. Nhưng mà đó chỉ là cái sự tung hô tung hứng thôi, chứ hoàn toàn không có căn cứ. Thấy không? Rồi cho rằng là nhờ bà Phương Hằng là nói lên sự thật của xã hội, là tố cáo những cái vấn đề. Cái việc bà Hằng đó không có tố cáo ở đây hết. Cái việc mà bà lôi ông Phan Văn Mãi, lôi bà Nguyễn Thị Doan gì đó ra cũng không có căn cứ để tố cáo. Đó là hành vi xúc phạm, đó là hành vi vu khống. Nếu như có thì bây giờ là sẽ có đơn rồi chứ, phải có điều tra chứ các bạn. Đây vô căn vô cớ lôi cô Doan nó ra miệt thị, nói mới cho rằng là lấy tiền của bà rồi đi mua xe gì đó. Ai mà cuối cùng có hay không? Đây người ta cũng không lên tiếng. Rồi lôi ông Phan Văn Mãi tự nhiên ra, lôi ra miệt thị ông, cũng đấu tố vậy chứ cũng không đưa ra được các cái sai phạm của ông Mãi như thế nào, đúng không? Rồi Phan cho rằng là bà làm sạch mạng xã hội. Làm sạch cái gì ở đây? Bà cần làm váy bẩn thêm cái mạng xã hội này chứ làm sạch cái gì? Cho rằng là bà tố cáo rồi tham nhũng, rồi tố cáo ăn chặn tiền thì không biết, thấy nó tùm lum công trạng của bà mà không biết, đến bây giờ không biết là cái công trạng cái gì. Thành cho nên báo công an mới nói là bà Hằng có công trạng gì đấy, mới hỏi lại đấy, công trạng gì? Bà chỉ có làm loạn cái mạng xã hội này chứ công trạng gì? Bà lên bà nói nguyên thiên trời đất, dạng như nói theo kiểu bất mãn đó, cũng như là bà chửi chính quyền Bình Dương, chửi vô căn vô cớ vậy đó, không có căn cứ gì hết. Cuối cùng ra là có phải bà vu khống hay không? Vậy mà cái tội của bà xử vậy là 3 năm rồi mà bà còn kêu oan nữa là oan chỗ nào? Đây. Chưa nói đến cái việc mà bà xúc phạm. Khi nhắc đến bệnh viện đó thầy là bà nói rằng đó là hỗ trợ miễn phí bệnh nhân bẩm sinh, tim bẩm sinh, úng não. Trong khi đó là nhà nước, các cái tổ chức cũng đã lập ra rất nhiều các cái quỹ đó rồi, chứ đâu phải là không có. Bà Hằng đó thì những bệnh nhân đó không được cứu sống đâu. Bà Hằng chỉ hỗ trợ là 20% cho quỹ mổ tim thôi, hỗ trợ thêm thôi. 20% có thấm là bao? Bà nói là bỏ ra hàng ngàn tỷ, nhưng mà trong mấy năm đó thống kê ra thì cái quỹ đó chưa tới giờ 100 tỷ mà ở đâu ngàn tỷ các bạn. Có 20% thì thống kê ra trong mấy năm đó. Đợt đó hình như thống kê ra đó là 100 tỷ hay trăm mấy tỷ đó chứ ở đâu. Mà bà nói là làm gì có ngàn tỷ này ngàn tỷ kia. Không. Rồi các cái vấn đề mà bà làm đường, rồi bà xây trường học, xây nhà tình thương tình nghĩa, thì cái đó có hay không thì chưa xác định được, chưa chứng minh được. Chỉ nghe bà nói thôi, chưa chứng minh được. Và nếu có cái công trạng thực sự như vậy thì cơ quan điều tra họ phải giám định chứ. Họ phải tìm hiểu có đúng thực sự là giống như bà Phương Hằng nói là bà cống hiến, bà làm thiện nguyện nhiều, để có đủ căn cứ để là giảm nhẹ án cho bà chứ. Chứ chẳng lẽ bây giờ mà cơ quan điều tra, hội đồng thẩm phán rồi chỉ nghe bà như vậy thì ra phán quyết sao các bạn? Đấy, cho nên cái việc bà nói là một phần, mà cái việc hội đồng xét xử, tòa án họ phải thẩm định cái việc bà có hay không là cống hiến và làm từ thiện. Phải thẩm định, phải xem xét, phải điều tra chứ. Coi thử bà có làm bao nhiêu căn nhà tình nghĩa, có hay không, bà bỏ ra bao nhiêu tiền, bà làm đường làm cầu cống ở đâu, coi thử có hay không chứ. Nếu có thì bắt đầu phải điều tra cái nguồn tiền này từ đâu ra chứ. Chứ đâu phải đơn giản như là chị nghe nói như vậy là phán quyết đâu. Cơ quan là điều tra mà. Cho nên nó chưa đến hồi kết đâu các bạn. Nó còn dài dòng lắm. Cái vụ bà Phương Hằng này là nó rất nhiều điều, còn rất nhiều điều khuất tất mà chúng ta phải quan tâm, phải theo dõi. Đấy, cho nên là những cái gì bà Hằng nói, những cái gì bà Hằng làm thì đó chẳng qua là chỉ nghe thôi chứ chưa thấy. Đó, điển hình như bà nói rằng nó làm 50.000 bình oxy cống hiến miễn phí, bà bỏ ra bà vay 300 tỷ thế chấp mấy căn nhà. Nghe cái đó là nghe, mới nghe thì nghe khí thế thiệt đó, mà hết sức là vô lý. Vô lý ở chỗ là nếu như bà bỏ ra 300 tỷ thôi chứ bà dạy chi mà phải đầu tư nhà máy oxy rồi cho nó mệt nhặt công nhặt sức. Ông Dũng phải là thức đi làm 20-30 tiếng đồng hồ. Bà nói rằng ông Dũng cài ngày cài đêm, phải làm đến 20-30 tiếng đồng hồ, không ăn không ngủ, quên vợ quên con. Làm chi là bỏ số tiền lớn như vậy thôi, đưa cho hội chữ thập đỏ, đưa cho các cơ quan ban ngành nào đó, họ lo rất là cho khỏe đi. Mình lấy tiếng với mất chi phải nhặt công nhặt sức mà phải đầu tư mấy chục cái nhà máy oxy mini như vậy. Có phải là kinh doanh không? Có phải là làm màu không? Có phải tung hô lên để là vẽ vời để lấy cái hiệu ứng này mà làm màu để là bỏ con tép bắt con tôm không các bạn? Chứ mà nói vay 300 tỷ để cống hiến mua oxy, cái điều đó không có ai tin được, nó quá là vô lý. Vay 300 tỷ thế mấy căn nhà, mua 50.000 bình oxy về cống hiến, chơi vậy, đem bỏ ra chơi vậy đó, rất vô lý. Mà trong khi ông Đoàn Ngọc Hải là tới lấy oxy của bà thì phải thế chấp cái bình nè, cái bình phải thế chấp. Rồi bước đầu bơm oxy đó thì tạm thời tạm ứng tiền, đóng vô. Sau khi đó là ông Hải là lấy oxy Bình Dương đem xuống Chợ Rẫy, đem xuống thành phố Hồ Chí Minh này, hết oxy bắt đầu ông bơm ở dưới này, lấy cái bình của bà bơm ở dưới này. Bà phát hiện ra, bà mới cảnh báo ông Hải, rồi ông Hải mới chấn chỉnh lại, rồi mới lòi ra cái vụ đó là Đây rõ ràng là bình đó thì bà mua về bà cho thuê, oxy trong đó thì bán, không công khai. Rồi cái đợt đó là có các đơn vị họ tới họ kiểm tra, họ thẩm định chất lượng oxy rồi bắt đầu đóng cửa. Cái đầu fan của bà mới tung hô lên cho rằng đó là oxy của bà được các cơ quan ban ngành hộ tống, từ là cảnh sát 113 phải hộ tống, rồi công an phường, rồi dân quân tự vệ, dân phòng, dân quân 113, cảnh sát đồ chụp hình đăng tải lên là trời ơi, nhờ lực lượng như thế này hộ tống, phục vụ đưa bình oxy lên xe để đem đến phục vụ miễn phí cho nhân dân. Ê, cảnh sát lực lượng cơ động ở đâu mà rảnh rỗi mà đi hỗ trợ phục vụ cho bà mà đưa bình oxy lên xe mà tử tế ghê vậy, rất là vô lý, thấy không? Và cái vụ việc đó là đã lộ ra là đợt đó nghe nói là có thanh tra tới, mà lâu rồi thì mấy cái thông tin đó mình cũng quen rồi, thấy không? Đợt đó là Đại Nam đồ fan của bà chụp hình lên, cảnh sát cơ động đồ đấy khiêng oxy bỏ lên xe chở đi. Đây đồ fan bà tung hô lên cho rằng đó là oxy Đại Nam đã được sự hộ tống của cảnh sát cơ động giúp đến tận tay cho người dân, mà đâu phải mình oxy Đại Nam. Cuối cùng là thấy oxy nước ngoài nhập về quá nhiều đấy, nhập về là oxy tài trợ của Mỹ, của Anh, của Nhật, của gì đó quá trời trời. Đợt đó cuối cùng là Việt Nam mình lại thừa oxy, nhà nước lại đầu tư thêm rất nhiều các nhà máy oxy lớn, cuối cùng làm anh quân sư kia vỡ mộng, vỡ mộng kinh doanh. Đầu tiên là anh thấy Ấn Độ là bùng nổ ra cái dịch Covid đã căng quá, người dân phải đi mua từng lít, từng canh oxy về, anh thấy ngon cơm quá mà. Đây mộng kinh doanh làm ăn bắt đầu nổ ra, rồi đi vay 300 tỷ làm ra mười mấy cái nhà máy oxy, hay mười mấy cái nhà máy oxy mini ảnh chế mini ra, để rồi ảnh lao động cật lực. Bà Hằng nói rằng anh Dũng là phải làm 20-30 tiếng đồng hồ để phục vụ cho kịp, hỗ trợ cho người dân, rất là vô lý. Bỏ ra 300 tỷ thôi cho đưa cho cơ quan ban ngành nào đó cho khỏe để lấy tiếng, rồi gây vô vợ chồng chủ Đại Nam hỗ trợ 300 tỷ đó, thế chấp thêm mấy căn nhà đó mấy trăm tỷ nữa, rồi khỏe rồi ngồi ở nhà nhịp đùi theo dõi, chứ cần chi mà phải xây dựng là mấy chục cái nhà máy oxy mini rồi thuê mướn nhân công nhân viên rồi làm vậy tốn gì vậy, đã tốn mớ tiền rồi, thấy không? Rất là vô lý ở cái chỗ đó. Mình làm gì có chuyện mà. Đó là những cái yếu điểm mà chúng ta thấy rằng hoàn toàn là được cái biệt danh là tiền nổ là đúng rồi, cho tặng tuần là nổ, sổ đỏ là cả ký, hiến tặng là hàng ngàn rưỡi hectare đất cho Bình Dương để hỗ trợ kinh phí cho mùa dịch, trong khi đất đó là đất tranh chấp. Hỗ trợ phân nửa để phân nửa là hợp thức quá. Không, về hỗ trợ là thay vì trả tiền, ví dụ như bỏ ra 100 hectare, 100 hectare đó là đang phải hợp thức quá, đang phải tranh chấp, rồi bỏ ra 50 cái số đó để thay là trả